Ngày 18 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ. Tại hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã công bố quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ. Hội đồng điều phối vùng do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Phó Chủ tịch Thường trực. Phó Chủ tịch gồm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng an ninh. Hội đồng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo điều phối giải quyết những công việc quan trọng liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ. Hội đồng được xác định không phải là một cấp hành chính mà là mô hình tổ chức hiệu quả để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của vùng, như các hoạt động liên kết theo 6 lĩnh vực đã đề ra, cũng như góp phần giải quyết các bất cập mà một địa phương trong vùng không thể giải quyết được, như các vấn đề giao thông liên vùng, ùn tắc giao thông, ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh nguồn nước, ô nhiễm môi trường, đồng thời có thể giải quyết những vấn đề không đạt được sự đồng thuận hoặc vượt thẩm quyền quyết định của các bộ, ngành và địa phương trong vùng. Hội nghị lần này nhằm tìm giải pháp hình thành và đẩy mạnh phát triển trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Bên cạnh đó, hội nghị tập trung lắng nghe các đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù Đông Nam Bộ nhằm phát triển hạ tầng giao thông, đô thị xanh, trung tâm tài chính. Vùng Đông Nam Bộ gồm thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh là trung tâm kinh tế lớn nhất của đất nước. Vùng Đông Nam Bộ có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của quốc gia.